Thì bây giờ tiếp tục tài trợ cho đội điểm dưới là 100.000 đồng. Và như vậy là ba vận động viên Timo đã xuống 700.000 đồng và 2.500.000 đồng. Mới đi đâu vì tại đang lái mà. Vâng, ban tổ chức tôi cũng xin đề nghị là các khán giả chúng ta trở về khu vực ở khu vực suối, chúng ta xem thế ơn, chúng tôi sẽ không làm được gì thôi. Vâng, hiện nay là sau khi anh vừa mới xuống bên nào xong, ngay lập tức anh bơi vào bám vào thuyền và có lẽ anh bài đi đẩy thuyền đi để cho ba vận động viên được bắt kịp ạ. Ba vận động viên đến từ xã Pimo. Và đây là chúng tôi không quan sát thấy 2.500.000 đồng và 700.000 đồng đâu. Chúng tôi không nhớ là vâng, và kính thưa quý vị, chương trình lễ hội là Tân Bắc năm 2016 còn nội dung bóng đá hiện nay đã chuẩn bị đến giờ thi đấu. Chúng tôi xin mời các đồng chí trong ban tổ chức bóng đá, các vận động viên của hai đội bóng đá xã Xuân Hương và công ty Sơn Galaxy, chúng ta đã trận một buổi chiều ngày hôm nay. Trận thi đấu thứ hai diễn ra Tân Văn và đội tuyển công ty Minh Phát. Trở lại với buổi chiều ngày hôm nay, ba vận động viên Timo đang theo rất sát của chúng tôi. Bà con là không có nhiệm vụ trên này thì mình cũng không có nhiệm vụ. Lao thế nhưng mà bây giờ đám hội vui này mà nó vâng, thưa quý vị, có thể nói là rất khó khăn. Vâng. Vâng, theo quan sát của chúng tôi là thấy vị thú vị của công ty thắng mạnh đang yếu dần rồi. Đây là ba vận động viên chúng ta yếu dần rồi. Vâng, bây giờ là chơi kiểu là Trung Quốc và Hồng Hòa bắt cá rồi. Vâng, đây là ba vận động viên tập trung vào thú vị trắng của công ty thắng mạnh. Thôi, chúng tôi thấy là thú vị là cổ không cao được nữa rồi. Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin phát thế cho quý vị đã biết là ao hồ định của chúng tôi là vừa qua là bắt sạch không còn một con cá nào. Chúng tôi này cứ hụt xuống bắt cá là đẹp. Con đồng viên tôi vâng, và chúng tôi cũng xin thông báo lại thể là trò chơi bắt vịt. Và mỗi lần ba vận động viên xuống bắt một trong hai chú vịt và thời gian bắt là tối đa là 10 phút để đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên. Và các vị nghỉ 15 phút và tiếp tục bắt là 2. Phút bắt được thì sướng á. Ba vận động viên đến từ Pimo. Hai ngục. Ba vận động viên đến từ Pimo. Và những chú vịt của chúng tôi thì chúng tôi không quan sát được những chú vịt đâu rồi. Ông Giang nhỉ, cái thằng kia nó hay mua phải nó ôm bắt ông tốt lắm ạ. Và lúc này chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều sự đăng ký của các vận động viên. Vâng, con này nhìn nhà như nó ngủ kinh rồi. Của hàng 10 năm nay của làng Công Văn. Đã về bóng tính tại làng Công Văn hôm nay. Nó nhìn này nó ngủ đi đâu qua nhìn thấy đâu đâu. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói là thú vị thì bơi một mình, vận động viên thì không tới đâu, và không có lẽ là 2.500.000 đồng năm nay lại phải chìm xuống ao. Vâng,
Vâng, bây giờ có thể nói là chúng tôi chuyển sang kỹ thuật là hụt rồi, không hơi nữa. Các vận động viên nhìn thấy chú Việt đã khó khăn rồi, nhưng đừng nói là đuổi bắt. Vâng, các vận động viên chuyển về nơi chút sức sau khi chú Việt nổi lên lại ở chỗ khác. Vâng, thưa các vị, hiện nay là các vận động viên vẫn đang theo rất sát chú Việt của chúng tôi, và khó khăn có thể nói là khó khăn chồng chất.